Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Khởi nghiệp ngay hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều ý tưởng startup ra đời để giải quyết một nhu cầu nào đó của cuộc sống. Và ý tưởng mà chương trình ngày hôm nay muốn mang lại sẽ đưa ra giải pháp khi phải đối mặt với việc lựa chọn thực phẩm cho mỗi bữa ăn của gia đình. Các cái nước phát triển như Mỹ hay châu Âu, cái dạng cửa hàng như Biomart thì rất là nhiều và người dân đón nhận nó rất là tốt. Nên là mình cũng muốn tìm hiểu và đưa nó về với Việt Nam, đặc biệt là Thái Nguyên. Rất vui được chào đón anh về đến với chương trình. Anh hiểu nay anh có thể cho biết là điểm khác biệt giữa Biomart với các cửa hàng thực phẩm sạch hiện nay là gì không ạ? Ngay từ khi chúng tôi xây dựng lên cái thương hiệu Biomart thì cái con đường chúng tôi chọn là con đường hữu cơ. Đấy là cái điểm khác biệt đối với các cái thương hiệu, các cái cửa hàng thực phẩm sạch có ở Thái Nguyên. Và cái ban đầu thì khi mà lựa chọn cái con đường hữu cơ thì nó tương đối là vất vả. Nhưng mà qua cái thời gian làm khoảng 2 năm vừa rồi thì cũng đã bắt đầu được người tiêu dùng biết đến và ủng hộ rất là nhiều. Lựa chọn kinh doanh mặt hàng thực phẩm thì nghĩa là liên quan đến yếu tố sự tin tưởng của người tiêu dùng. Vậy thì anh đâu là cái nguyên tắc để nhận được sự tin tưởng từ khách hàng ạ? Về cái nguyên tắc của Biomart ấy, đó là cái lựa chọn cái nguồn đầu vào. Thì toàn bộ các cái sản phẩm đầu vào của Biomart thì được kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Ví dụ như là thực phẩm organic nhập khẩu thì toàn bộ đều có chứng nhận organic của Mỹ hoặc là của châu Âu, như là USDA của Mỹ hoặc là EU organic của châu Âu. Cái đấy là cái nguồn đầu vào mà Biomart tìm hiểu cũng như là đưa vào hệ thống Biomart. Còn ở các cái thực phẩm rau ở trong nước và các cái hoa quả trái cây vùng miền khi mà đưa vào Biomart thì bên bộ phận tuyển chọn của chúng tôi cũng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng về quy trình canh tác, về quá trình thu hái và bảo quản. Vậy thì trong suốt 2 năm vừa qua đã có bao giờ mà Biomart đã phải gặp phải những cái phản hồi của khách hàng, ví dụ như là do khâu ảnh hưởng vận chuyển thì ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm, vậy thì khi đó thì anh đã xử lý vấn đề này như thế nào? Cái việc các sự cố xảy ra thì rất là nhiều. Đặc thù của cái thực phẩm sạch này lại càng nhiều. Vì trong quá trình vận chuyển rau thối hỏng, trái cây thối hỏng thì rất là nhiều. Nhiều khi có thể lên đến 70% cái hàng hóa chuyển ra đến nơi bị hỏng. Qua một thời gian làm tại vườn và chuyển đến cửa hàng thì chúng tôi cũng nghiên cứu rất là nhiều các phương pháp bảo quản khác nhau. Làm sao để từ vườn về đến các cửa hàng đạt cái tươi ngon nhất của rau, không bị mất dinh dưỡng. Ví dụ như là chúng tôi bảo quản khô khi mà vận chuyển, khô từ vườn, tức là đấy là cái phương pháp độc đáo của Biomart. Cái xử lý của Biomart thì chúng tôi cũng rất là nhiệt tình, bởi vì khách hàng đã mất tiền mua cái sản phẩm như vậy rồi mà không chuẩn thì chúng tôi sẵn sàng bù cho khách ngay lập tức. Đấy là cái cách xử lý mà khách cũng cảm thấy rất là yên tâm. Hiện nay thì tôi thấy là cửa hàng của anh đang lên những cái thực phẩm theo set đồ ăn, vậy thì anh có thể giới thiệu rõ hơn về điều này không ạ? Thật ra đối với thực phẩm kể cả thực phẩm sạch hay bất kể ngành nghề kinh doanh nào thì đều có cái hướng lựa chọn làm sao phát triển mỗi ngày. Khi mà chúng tôi có các cái thực phẩm tốt rồi, nhắm đến những cái mục thị trường, mục tiêu là giới văn phòng, đối tượng khách hàng là giới văn phòng không có ít thời gian để mà chuẩn bị. Đấy, thì chúng tôi có chuẩn bị các cái set, các cái gói hàng sẵn để khách chỉ việc mang về và nấu thôi. Đấy là một cái lựa chọn, cái hướng đi mới liên tục để mà đổi mới cái Biomart. Theo học chuyên ngành công nghệ sinh học, sau đó có công việc tại Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam,
những kiến thức về nông nghiệp đã phần nào giúp anh Hiếu tự tin theo đuổi đam mê của mình, lựa chọn hướng đi chủ yếu với các sản phẩm và thực phẩm hữu cơ. Biomark đang muốn hướng đến một nền nông nghiệp bền vững và an toàn. Như các bạn thấy, đây là một mảnh vườn được canh tác theo hướng hữu cơ, đang cung cấp cho Biomark hàng ngày. Vậy thì cơ duyên nào lại khiến anh đến với sản xuất thực phẩm theo hướng hữu cơ mà không phải là một hướng khác như là VietGap hay là GlobalGap? Bởi vì bản thân tôi cũng là một trong những người nghiên cứu về biến đổi gen, cũng như là trực tiếp làm về biến đổi gen, nên là hiểu rất là rõ về cây trồng biến đổi gen, nên là bản thân cũng muốn đưa cái cây trồng nguyên bản, tức là theo hướng tự nhiên để mà canh tác cũng như là sử dụng cái cây trồng như vậy. Vậy thì nếu mà nhìn như thế này thì rất khó có thể để giúp khán giả cũng như là bản thân tôi có thể hiểu được là đây là mô hình theo phương thức hữu cơ. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn cái quy trình mà mình đang lựa chọn theo hướng hữu cơ là như thế nào không ạ? Bạn có thể hiểu ngay bản thân cây trồng nó sẽ định hướng theo như hướng tự nhiên, bản chất tự nhiên vốn có của nó. Ngoài cái thuận tự nhiên đấy thì tất cả những cái sản phẩm tạo ra đều được kiểm soát rất là chặt về các cái yếu tố như là các cái hàm lượng độc tố kim loại còn tồn dư hoặc là bức xạ vân vân tác động từ bên ngoài vào đều được kiểm tra. Ví dụ các bạn có thể thấy đây là giống đậu cô ve của địa phương, tức là không dùng cái nguồn đậu cô ve nhập, sử dụng đậu thuần bản địa, và chúng tôi giữ giống, sau đó tiếp tục trồng trong nhiều năm, mặc dù là cái năng suất nó không cao nhưng mà chất lượng ăn của nó rất là tốt. Và sử dụng phân ở đây thì không sử dụng phân hóa học mà toàn bộ sử dụng phân vi sinh và phân ủ tự nhiên, phân chuồn quế để mà nuôi dưỡng cây trồng, nên là cây có vẻ là hơi vàng lá và hơi kém phát triển hơn so với bình thường. Nhưng mà đổi lại là cái khi mà sử dụng đậu cô ve này ăn thì rất là ngon. Hiện các sản phẩm rau củ quả của cửa hàng được cung cấp bởi hệ thống vườn đang được Biomark xây dựng và phát triển tại Thái Nguyên và một số địa phương khác như Đà Lạt, Ba Vì. Cùng với đó, các sản phẩm hữu cơ như hạt ngũ cốc, dầu thực vật, đồ ăn dặm cho trẻ được nhập khẩu từ Nhật và Mỹ cũng là những sản phẩm giúp Biomark định hình hướng đi riêng của mình. Quay trở lại với con đường khởi nghiệp của bản thân mình, hiện tại để dùng một từ miêu tả về Biomark, vậy thì anh sẽ lựa chọn miêu tả như thế nào ạ? Nếu mà dùng một từ để miêu tả Biomark thì chính là từ Biomark mà chúng tôi đã xây dựng và lựa chọn, chính là đi theo con đường sinh học tự nhiên, một chuỗi cửa hàng về các cái thực phẩm hữu cơ và thuận theo tự nhiên. Thế thì trong tương lai anh dự định là sẽ phát triển cái hệ thống của mình như thế nào? Biomark vẫn là lựa chọn con đường hữu cơ và vẫn tiếp tục phát triển mở rộng thêm ở nhiều tỉnh thành khác nữa để hướng người tiêu dùng đến tiếp cận đến những cái thực phẩm hữu cơ. Mục tiêu của Biomark chính là toàn bộ sản phẩm phải đạt hữu cơ. Thực tế thì Biomark hiện tại đến 70% là các sản phẩm được chứng nhận hữu cơ của quốc tế. Ngoài ra các sản phẩm trong nước như là vườn rau chúng ta đang xem đây và các hệ thống rau Đà Lạt thì hiện tại nó vẫn chưa được chứng nhận hữu cơ, nhưng mà thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng là đạt được cái chứng nhận hữu cơ đấy để toàn bộ 100% sản phẩm của Biomark là đạt chứng nhận hữu cơ của quốc tế. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện khởi nghiệp về nông nghiệp hữu cơ của chàng trai Lê Văn Hiếu thì cũng đã khép lại chương trình. Chúng ta sẽ còn tiếp tục đồng hành với những ý tưởng khởi nghiệp khác trong các chương trình tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.